Vâng, Nông dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Sau đây Dương Vi sẽ đi vào nội dung của live hôm nay. Tổ chức ân xá quốc tế lại chó mú vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vào đầu tháng 12 năm 2020, Tổ chức ân xá quốc tế có một số báo cáo về các nền tảng xã hội như Facebook, YouTube trở thành công cụ của chính quyền Việt Nam trong đàn áp tự do ngôn luận và báo chí. Trước cáo buộc vô căn cứ này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thẳng thắn bác bỏ thông tin mà Tổ chức ân xá quốc tế đưa ra về vấn đề tự do ngôn luận của Việt Nam. Tôi xin bác bỏ thông tin mà Tổ chức ân xá quốc tế đưa ra, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Chúng tôi hoan nghênh và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia mở rộng và đầu tư hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong những lĩnh vực phù hợp với những truyền thống, xu hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam. Trong đó có hỗ trợ công nghệ thông tin trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. Thực tế, trong thời gian qua, Facebook, Google đã tăng cường hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm duyệt chặt chẽ những thông tin trên mạng xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp nâng tỷ lệ tháo gỡ video xấu độc thực thi pháp luật với YouTube từ 50% lên đến 90%. Bộ Thông tin Truyền thông cũng đạt được những thỏa thuận với YouTube khi cơ quan chức năng Việt Nam thông báo một kênh vi phạm pháp luật thì nền tảng này sẽ dừng việc ăn chia tiền quảng cáo. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tăng cường xử lý nghiêm một số cá nhân sản xuất các nội dung xấu độc. Đấy. Tinh thần xử lý nghiêm người dân và tổ chức khi phát hiện video xấu độc liên quan có thể báo đến đường dây nóng của Bộ và các sở thông tin truyền thông để phối hợp xử lý. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượng gỡ bỏ thông tin xấu độc của Facebook năm 2020 tăng 30 lần so với năm 2017. Tương tự, số video xấu độc YouTube đã được gỡ bỏ trong năm 2020 tăng 8 lần so với năm 2017. Số trang giả mạo gỡ bỏ trong năm 2020 tăng 8 lần so với năm 2017. Đấy. Và trong thời gian tới, Bộ Thông tin Thể thao tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Bộ Thông tin Truyền thông tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ hơn. Bộ sẽ làm việc với YouTube để nâng tỷ lệ thực thi pháp luật không phải 90% mà lên 100%, đồng thời phát triển công cụ phát hiện video xấu độc dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021. Cũng như các nước khác, Việt Nam là nước có chủ quyền trên không gian mạng nên các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Vì thế các tổ chức ân xá quốc tế hay bất kể một tổ chức nhà nước nào đều không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đấy. Mà Dương Vi cũng nhấn mạnh về cái vấn đề này rất là nhiều. Tất cả các tổ chức ở nước ngoài hoặc các quốc gia khác ở trên thế giới không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đấy, đặc biệt là về cái mảng thông tin và truyền thông này. Bởi vì sao? Bởi vì cái mảng thông tin truyền thông này được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định đây là một cuộc chiến trên không gian mạng. Ngày trước là chiến tranh bằng thực địa, chiến tranh vũ khí sinh học, chiến tranh công nghệ, thì bây giờ đang thực hiện chiến tranh công nghệ, chiến tranh trên không gian mạng. Chính vì thế Việt Nam xây dựng luật an ninh mạng để nhằm bảo vệ hệ thống pháp luật, bảo vệ cái nền văn hóa tư tưởng con người Việt Nam trên không gian mạng. Chính vì thế đặc biệt là các tổ chức như tổ chức ân xá quốc tế này không có quyền lên tiếng và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Chấm hết. Vừa qua trên trang blog báo Điện Tiếng Dân đã đăng tải thư ngỏ của Nguyễn Đình Cống gửi các đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 13. Trong thư ông ta tha thiết đề nghị các đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng. Hắn đề nghị các đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng này công khai phát biểu đại hội những điều bức thiết của dân tộc. Đấy. Các vị thể hiện rõ lòng yêu nước,
yêu dân trong công lý, có trí tuệ và dũng cảm, dám bảo vệ sự thật, vân vân. Tuy nhiên nội dung thư, thực chất thư ngỏ này của Nguyễn Đình Cống nhằm tuyên truyền kích động chia rẽ các đại biểu dự đại hội 13 của Đảng. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 trình đại hội lần thứ 13 của Đảng được ban soạn thảo chuẩn bị hết sức công phu khoa học và lấy ý kiến đóng góp của người dân trong cái kỳ đại hội này, thể hiện tập trung ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong các kỳ đại hội của các trong kỳ đại hội của các cấp. Song Nguyễn Đình Cống cho rằng đọc toàn bộ thấy tổ hợp mất đồng ngôn ngữ, từ và khẩu hiệu bóng bẩy hùng hồn, nhiều ý trung lập, rác rưởi. Hắn cho rằng chủ yếu là để tuyên truyền và tự ca ngợi, nhiều kế hoạch, nhiều số liệu thuộc dạng tầm phào. Đấy là hắn xuyên tạc như vậy. Mục đích của hắn là nhằm kích động lôi kéo các đại biểu dự đại hội 13 của Đảng đồng tình ủng hộ quan điểm sai trái phản động trên. Nguyễn Đình Cống viết, hắn viết thế này: tôi nhận thấy có nhiều điều phải phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học, và nghĩ rằng nhiều vị cũng nhận thấy như thế nhưng chưa dám nói vì sợ. Đấy. Hắn ta nói là sợ quá hóa hèn, xin hãy nghĩ đến lương tri mà khắc phục nỗi sợ này. Đã có rất nhiều người vượt qua được nỗi sợ như thế để phủ nhận vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội. Tên Nguyễn Đình Cống này đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và phủ nhận những thành tựu to lớn toàn diện của đất nước sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Đồng thời phủ nhận các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 trình đại hội 13 của Đảng. Có thể khẳng định rằng nội dung bức thư ngỏ này là hoàn toàn sai trái, thù địch, nhằm tuyên truyền kích động chống Đảng, chống nhà nước. Tuy nhiên hiện hiểm họa từ thư ngỏ này của Nguyễn Đình Cống thật là không lường, bởi lẽ nó che đậy dưới những ngôn từ của một con người dối trá, tự cho mình có lòng yêu nước, yêu dân trong công lý, có trí tuệ và dũng cảm, dám bảo vệ sự thật. Song Nguyễn Đình Cống không thể nào che đậy được bản chất của một phần tử cơ hội bất mãn chính trị chống Đảng, chống nhà nước Việt Nam. Tôi tin rằng các vị đại biểu, các vị đại biểu dự đại hội 13 của Đảng này là những cán bộ đảng viên thực sự ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh và trí tuệ. Nguyễn Đình Cống sẽ không bao giờ có thể lừa gạt được họ. Song tôi mong mọi người hãy nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái thư ngỏ của Nguyễn Đình Cống. Không riêng gì thư ngỏ của Nguyễn Đình Cống mà trong cái đám thư ngỏ của Văn đoàn Độc lập Nguyễn Quang A cầm đầu này cũng có nội dung gần tương tự như vậy. Đấy. Chính vì thế chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước những cái thư ngỏ của các thành phần phản động mà nó gửi đến ban soạn thảo của Ban chấp hành Trung ương của Bộ Chính trị là một. Bọn chúng đăng tải trên không gian mạng, trên các video clip YouTube, Facebook,